hai đứa trẻ tóc trắng đang nói chuyện với nhau. Bỗng có một con tóc đen chạy lại. Hai đứa không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đưa cho ba tờ giấy. Hai đứa trẻ chạy tới, một đứa cong môi, một đứa quỳ xuống, hai bông nhặt bông hoa tặng, nhưng nó đứa kia không chịu, và một đứa chạy tới ôm đứa. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit pas dans sa love story. Sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je veux. Có ba người đang đứng nói chuyện, rồi vào lớp học. Một người bị té ghế, nhăn mặt, bực mình, chạy lên và rồi đi. Còn tất cả còn lại ngồi học. Có một ông bố đang đàn cho con và hai đứa con nhỏ của ông ta nghe đàn, tiếng đàn rất là hay. Có một đám bạn đang chơi đá bóng, bỗng có một cái bóng vành chóng mặt một đứa con gái cầm bóng lên và quăng lại trúng mặt một cái thằng kia và họ. Like it.